tuổi 61, đám cưới lần 2, giấu danh tính vợ. Ca sĩ Trường Vũ về Việt Nam cưới vợ lần 2. Cả hai quen nhau khoảng vài tháng và quyết định tiến tới hôn nhân. Mạng xã hội vừa lan truyền thông tin ca sĩ Trường Vũ về Việt Nam tổ chức đám cưới. Một số video hình ảnh được ghi lại trong lễ cưới được đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong clip, danh ca Trường Vũ diện vest trắng, tay cầm hoa cưới, cô dâu diện hai bộ trang phục áo dài đỏ truyền thống và váy cưới trắng. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Vietnamnet, lễ cưới của ca sĩ Trường Vũ được tổ chức hôm 22 tháng 8 tại Ba Chi, Bến Tre. Nam danh ca không mời nghệ sĩ, chủ yếu là người thân trong gia đình và rất ít bạn bè dự. Khách tham gia dự tiệc được yêu cầu không chụp ảnh, quay phim và livestream vì Trường Vũ muốn bảo mật thông tin với vợ. Trường Vũ và vợ trong lễ cưới. Anh Vũ trước nay rất kín tiếng, chỉ tập trung đi hát chứ không chia sẻ chuyện đời tư. Ngay cả ekip thân cận cũng chỉ biết về mối quan hệ của anh và vợ cách đây vài tháng, người này nói. Trước khi cưới lần hai, Trường Vũ và vợ cũ có với nhau hai người con. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2023 sau nhiều gắn bó. Trường Vũ sinh năm 1963, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 1975. Anh được mệnh danh là ông Hằng nhạc nghèo bởi những bài hát da diết được thể hiện bằng giọng hát mộc mạc như đám cưới nghèo, tình nghèo mà có tình, không giờ rồi, thành phố buồn. Năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam và tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh thường xuyên về nước để hoạt động nghệ thuật. Không chỉ ca hát, Trường Vũ còn nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Hôn nhân Thái Hòa thế nào sau cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử Vinic với Cát Phượng? Có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, song đời tư của Thái Hòa lại vô cùng kín tiếng. Thái Hòa là một trong những sao nam hàng đầu ở khía cạnh diễn xuất.